Tiểu thư, có phải ta không nên nghi ngờ hắn không? Nên hay không nên, chẳng phải người cũng làm hết rồi sao? Xong rồi, ngại quá rồi. Tiểu thư, người phải cẩn thận. Khi con người sắp bị điên, thường là khi bắt đầu tin lời kẻ điên đấy. Tiểu Lan, ngươi, cho ngươi nói này, cho ngươi chạy này. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Nếu ta biết thì còn cần hỏi ngươi à? Ngươi không nói chuyện đàng hoàng này. Chạy hả? Ngươi không nói chuyện đàng hoàng này. Đừng đánh nữa. Hay là ngươi bắt thêm một tên sơn tặc đến hỏi xem. Bắt một tên sơn tặc? Sơn tặc? Có rồi. Tiểu thư, ngươi lại nghĩ ra ý gì xấu xa rồi. Bảo hắn đi tiêu diệt Trại Thanh Phong. Nếu hắn là sơn tặc, chắc chắn hắn sẽ không đi tiêu diệt. Ừ, nếu hắn không phải sơn tặc, dựa vào hắn cũng chẳng thành công. Đến lúc đó, mượn cớ tiêu diệt thổ phỉ bất lợi, loại bỏ hắn, chẳng phải ta khỏi cần gả cho hắn rồi. Ừ, tiểu thư thông minh thật. Cần ngươi nói chắc. Tiểu thư, chờ nô tỳ với. Cảnh Bưu chết rồi. Là ai đã giết hắn? Từ lão gia thì không thể nào. Từ sau khi Tân Nguyện lệnh đến, sao lại nhiều chuyện đến thế? Bất kể có mưu gì, thêm bao nhiêu rắc rối, cũng không thể làm hỏng chuyện lớn của ta. Ta phải nhanh chóng điều tra rõ. Ta đang ở đâu đây? Quyện lệnh giả. Hôm qua trên huyện nha, chẳng phải Khương tiểu thư đã nghe hết rồi sao? Ta nghe thấy thì sao? Bộ dạng của ngươi nào giống một quyện lệnh thật? Sự thật chính là ta chính là quyện lệnh. Tin không tin thì thôi. Nếu ngươi là quyện lệnh, vậy ngươi có biết ngươi và ta có quan hệ gì không? Cô không phải là vị hôn thê của ta đấy chứ? Nói lung tung cái gì thế? Vậy Khương tiểu thư, cô cho ta biết quyện lệnh thật nên thế nào? Như Dương Lâm đấy, một bộ sách vở, làm người ngay thẳng, có tài phá án. Ta cảm thấy cô nói rất có lý. Vậy cô cảm thấy ta còn chỗ để tiến bộ không? Có. Ngươi đi tiêu diệt thổ phỉ. Diệt thổ phỉ xong, ta sẽ thừa nhận ngươi lợi hại hơn hắn. Ồ, vừa đúng ý ta. Không hề nhìn ra Khương tiểu thư cũng khá ác đấy. Sao lại nói vậy? Dựa vào đám người ở huyện nhà chúng ta, cô bảo ta đi tiêu diệt thổ phỉ, không phải như bảo ta đi chết sao? Cái này để ta nghĩ cách. Ngươi chỉ cần chịu đi là được. Vậy cô nói ta nghe xem, chúng ta đi tiêu diệt thổ phỉ ở ngọn núi nào? Đi diệt Trại Thanh Phong ở gần nhất đấy. Hiện giờ họ như rắn mất đầu, dễ hơn một chút. Xem ra cô đã lên kế hoạch hết rồi. Ngươi cứ nói có được hay không đi. Nam nhân sao có thể nói không được? Ta cũng đâu phải Dương Lâm. Thế thì quyết định vậy nhé. Nào, ngoéo tay. Muốn chết thì nói sớm đi. Đại nhân xin mời. Ừ. Tiền tài của huyện nha đâu? Còn cần nói sao? Chắc chắn là bọn họ quan thương cấu kết, vào túi của họ hết rồi. Ngải đại nhân thông minh. Những thứ này
có liên quan đến Dương đại nhân không? Đại nhân đừng nói đùa, hạ quan làm sao dám. Đều do huyện lệnh kỳ trước tham ô gây ra, moi hết kho bạc của huyện nha, khiến không có tiền trả lương, nha dịch cũng không còn nhiều. Ngải đại nhân đến, hạ quan còn chưa kịp bẩm báo thôi. Dương đại nhân đúng là quan thanh liêm. Đại nhân quá khen, quá khen. Vậy có cách nào để thu thập ngân lượng, trưng mộ nhân thủ không? Nghèo đến mức này rồi, sơn tặc không tiêu diệt huyện nha chúng ta là đã nể mặt lắm rồi. Cách thì có, chỉ là không biết Khương tiểu thư có bằng lòng thử không? Huynh nói đi. Từ Ninh, nhưng trước đó các người, đúng vậy, Cảnh Bưu cũng chết rồi, thế này thì khó xử lý. Cảnh Bưu chết không hết tội. Gần đây ta đã âm thầm điều tra, Từ Ninh này giao nứt vách một phương, nhưng tiền hắn kiếm được đều không sạch sẽ. Việc này nếu Dương đại nhân có thể giúp bọn ta khiến Từ Ninh bỏ chút máu, ta không truy cứu chuyện trước kia của ngươi nữa. Đại nhân, ta chuyện ngươi tự ý rời chức. Quan bộ đầu, ngươi đi niêm phong điều tra kho hồng thịnh cho ta đi. Được, chủ công. Quản gia, đây là Từ phủ, các người chán sống rồi sao? Bớt nói nhảm, lục soát. Tránh ra. Bên này, ta lục soát bên này, soát cho kỹ vào. Đại nhân, muối. Nói năng đàng hoàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cái gì? Kho hồng thịnh bị lục soát. Bẩm lão gia, lúc đó bọn ta đang khiêng hàng, ai ngờ quan bộ đầu đột nhiên dẫn người đến, còn đánh bọn ta. Được lắm. Trước đó lại chặt một cánh tay của ta, bây giờ chặt chân ta. Từ Ninh, ta thề không đội trời chung với các ngươi. Lão gia đừng nóng giận, một quyền lệnh cỏn con, nhất thời đắc ý mà thôi. Lão gia bóp chết hắn, chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến sao?